Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Cái kinh kết đại với tôn thường Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào Quý Ni Sư, Quý Cô Tu Nữ. Chào Chư Thiền Nam Tín Nữ, Thiền Hữu Trí Thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 327. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tâm bảo Ratanatayas Vandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sabbagaro Vichet Thakko Lokasasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantam Narapu Chanay Yakam. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chặt, tôi thường yêu chủ trí năng vô lượng, từ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trầm. Con xin lãnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Thâm mô vất đi bồ giá tá sá sát thu nô lô ca nó mạnh thá sá vi nà ca rô cổ sắp bành nhu bút thóc vất đi phụ tí sành nhá tô hoàn đà mắt hành tầng đá ra phù. Chánh này giác tầng pháp bảo vi như ánh vàng, như là soi sáng vẹt mạng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sâm khô quý số thô thú ách tá sá sa quốc khô sách tha thú ca mô quốc rạch thông bách sách thá khô niềm đà bách sân sa đi á nà đá rô quá rô quần đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn vật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai vì. Con xin lãnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che na thikha me e tuva thanang tassa vi anuva ve na saha sa ye na sa cha tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ân đức tâm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 327. Bây giờ chúng ta hãy phân tích trường âm, đoạn âm, nhận diện mật chữ, rồi chúng ta sẽ đi vào từ vựng ha. Câu Phật ngôn 327, chúng ta xin đọc trước ha. Abhamma Dharata Ho Tha, Abhamma Dharata Ho Tha, Abhamma Dharata Ho Tha. Câu số 2, Sacittamanurakkhata, Sacittamanurakkhata, Sacittamanurakkhata. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Abhamma Dharata Ho Sacittamanurakkhata, Abhamma Dharata Ho Tha Sacit Tamanurakkhata. Như vậy là câu 1, câu 2 chúng ta cố định xong ha. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Đúc gà út tha, đúc gà út tha ra pháp tà năng, đúc gà út tha ra pháp tà năng, đúc gà út tha ra tháp tà năng. Câu số 4, bằng kề sát tô quá khun chá rô, bằng kề sát
tô quát quân chá rô. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Đúc ra út thá ra tháp ta năng băng kê sát tô quát quân chá rô. Đúc ra út thá ra tháp ta năng băng kê sát tô quát quân chá rô. Chúng ta ôn lại nguyên bài ha. Bà ma đa ra tà hồ tha sa chết ta ma nô ra khá tha đúc gà út tha ra tháp ta năng băng kê sát tô quá quân chá rô. Bà ma đa ra tà hồ tha sa chết tamanurak khatha đúc gà út tha ra tháp ta năng bằng kê sát tô quá khun chá rô. Abhamma đa ra tà hồ tha sa chết tamanurak khatha đúc gà út tha ra tháp ta năng bằng kê sát tô quá khun chá rô. Rồi bây giờ nhận diện được mặt chữ, bây giờ chúng ta đi vào phân tích trường âm, đoạn âm à, để khi mà chúng ta đọc, chúng ta biết đúng hay là biết sai à. Bây giờ quý vị chuẩn bị tinh thần ha, Hoan Hỷ ha. Từ giữa lên trên, mời Sĩ Thanh Hoàng trước rồi Sĩ Niệm Từ sau ha. Alo, Sĩ Thanh Hoàng có trước mai. Hôm nay đường truyền của Sĩ Thanh Hoàng cũng không được tốt à, té lên rớt xuống hoài. Alo, âm thanh có tốt hay không? Sĩ Thanh Hoàng. Như vậy là đường truyền có vấn đề. Rồi bây giờ mời Sĩ Niệm Từ lên trước rồi Huynh Giang Nhất Hà lên sau ha. Alo, Sĩ Niệm Từ. Rồi. Rồi, thấy bàn tay xà tủ, xin mời Sĩ Niệm Từ trước, Huynh Giang Nhất Hà chuẩn bị ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư trụ trì, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Sĩ Niệm Từ cho con biết tín hiệu là âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích câu pháp cú 327, câu số 1 và câu số 2. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Và câu số 2, xá là đoạn âm, chích là trường âm nhấn, tá, má, nú là ba đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, thá là đoạn âm. Và câu số 3, trúc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, thá, rá là hai âm, thắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, pant là trường âm nhấn, khe là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, quân là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại. Appamadarata ho thasacittamanurakha katha dukkha uttharatthatta nang panke sapto vakuncharo.
Pa ma da ra ta ho tha sa chit ta ma nu ra kha tha du ga uk tha ra uk tha ra tha ta nang ban ban ke sắc tổ quá cùn cha rồ. Dạ con đã phân tích xong. Dạ con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. À, xin mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Thà. Dạ dạ Nam mô Bích Thà. Dạ Nam mô Tham Ma. Dạ Nam mô Sang Kha. Dạ và con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin phân tích câu Phật ngôn 327 hôm nay. Appamadarata ho tha sacittamanu rakkhatha. Và câu số 1, câu số 2 là app là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, rá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xá là đoạn âm, chích là trường âm nhấn, tá má nú là ba đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, thá là đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4. Đúc gà út thá rá thát tà năng bàn kê sát tô quá cùn chá rô. Đúc là trường âm nhấn, gà là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, rá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, kê là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại ạ. Appamadarata ho thasa citta manurakkhatha dukkha uttara thatta nang banke satto vakuncharo. Dạ con xin xuống mic, có sai nhờ sư sửa giùm con à. À, sa thu xích niệm từ và huynh Giang Nhật Hà. Hai vị rất là ổn định ha. À, nên là phân tích rất là rõ ràng, chính xác. À, sa thu. À, riêng xích niệm từ phân tích chuẩn, nhưng mà cái giọng đọc tháp ba năm ha. Trường âm nhấn, trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, ba trường âm này thì cái âm điệu nó bằng nhau ha, chứ không phải thát ta năng ha, không phải thát là tan, chỉ ta đọc nhanh quá ha. Thát ta năng ha, ba trường âm này nó dài bằng nhau ha, không biết thì rất là chính xác. Sa thú. Bây giờ mời Sích Hà và Sích Lam Mùa Xuân. À, Sích Hà lên trước ha, Sích Lam Mùa Xuân lên sau. Alo, Sích Hà có chiếc máy. À, sao thú. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Khà, dạ, con kính đảnh lễ. Ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài phân tách. Appamadarata ho tha sacitta manurakkhatha. App là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường,
đá rá là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xá là đoạn âm, chích là trường âm ngắn, tá má nú là ba đoạn âm, rắc là trường âm ngắn, khá là đoạn âm, thá là đoạn âm. Áp ba ma đá ra thà hồ thá sát chích tá má nú rắc khá thà. À, dạ con xin lỗi, con đọc lại. Áp ba ma đá áp ba ma đá ra ra áp ba ma đá ra thà hồ thá sát chích tá má nú rắc khá thá. Đúc gà út thá ra thá tà năng bàn kề sát tô quá cùn chá rồ. Đúc là trường âm nhấn, gà là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, rá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc gà út thá ra thát tà năng bàn kề sát tô quá cùn chá rồ. Ban là trường âm ngắn, kê là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu, hai câu cuối. Đúc gà út thá ra thát tà nằng bàn kề sát tù quá cùn chá rồ. Áp ba mà đát ra thà hồn thá sát chích tá ma nút ra khá thá. Đúc gà út thá ra thá tà nằng bàn kề sát tù quá cùn chá rồ. Dạ con có sai xin ngài sửa. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con kính chào đạo tràng. Con xin phân tích câu Phật môn 327. Áp ba ma đa ra ta hồ tha sa chít ta ma nu rắc kha thà. Áp là trượng nhấn, phá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, thá xá là hai đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tá má nú là ba đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá thá là hai đoạn âm. Appa ma da ra ta ho tha sa chit ta ma nu rak kha tha. Đúc ga uk tha ra tha ta năng ban ke sat to wa kun cha ro. Đúc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, út là trường âm con nói đạo tràng có nghe rõ không? Út là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, thá rá là hai đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh là trường âm nhấn, kê là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cun là trường âm nhấn,
Chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Túc ga út tha ra tha ta năng. Túc ga út tha ra tha ta năng. Bành kê sát tô. Sát tô quá cùn chá rô. Áp ba ma đa ra ta hồ tha sa chít. Ta manu rakhatha dukkha uttara thatta nang ban ke satto wakucharo. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống hết ạ. Alo, si chiếc lá mùa xuân, tặng ba cành hoa là khích lệ. Phân tích đúng, nhưng mà đọc thì sai. Sachittamanurakkhatha, chữ tha, phân tích là đoạn âm, nhưng mà đọc là tha. Cái chiếc lá mùa xuân, đang đọc như vậy mà coi như chuẩn bị ăn uống hay là cái gì đó, cứ rột rẹt hoài, phân tâm ha. Chữ kha tha chứ không phải kha tha ha, câu số 2. Chú ý chỗ đó một chút. Làm gì làm một chuyện thôi, làm cái này mà liên quan đến cái khác, làm sao mà coi như nắm rõ tình hình ha. Rồi bây giờ mời sĩ Kim Nhung trước, sĩ Thiền Vũ sau ha. Alo, sĩ Kim Nhung xin mời. Nhung bệnh rồi hả? Rồi, rồi sĩ Thiền Vũ trước, rồi bây giờ sĩ Duyên sau. Alo, chuẩn bị tinh thần ha, sĩ Duyên. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 327. Áp ba ma đa ra ta hồ tha sa chít ta ma nú rắc khá thá. Con phân tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhấn, tha đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tha đoạn âm, sa đoạn âm, chít trường âm nhấn, tá má nú ba đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khá khá là hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Áp ba ma đa ra ta hồ thá xá chít ta má nú rắc khá thá. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Đúc gà út thá ra tháp tà năng thăng kê sát tô vá cun chá rô. Đúc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, thá rá là hai đoạn âm, tháp tà, tháp là trường âm nhấn, tà là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăng là trường âm nhấn, kê là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, khun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 327. Áp phá mà đá rá tà hồ thá xá chít tá má nú rắc khá thá đúc gà út thá rá tháp tà nằng phẳng kề sát tô vá cùn chá rô. Dạ con sai, con xin sư sửa cho con ạ. Sa thú, Sư Thiền Vũ, rất là chính xác. Sa thú bàn tay của Sư Thanh Hoàng. Xin mời Sư Thanh Hoàng.
Alo, sư Thanh Hoàng. Rồi, sư Thanh Hoàng vô lại rồi. À, có nghe thấy rõ không? Alo, sư Thanh Hoàng. Xin chào bàn tay. Sư Thanh Hoàng ơi, đường truyền sao hôm nay có vấn đề hả? Ngoài đó chắc mưa gió hay sao? À, không cầm mic được. À, đâu thấy đưa tay đâu mà cầm mic. À, đưa tay thử coi. À, rồi, bây giờ bắt đầu cầm mic ha. 1, 2, 3. Alo, alo, đạo tràng có nghe con nói không ạ? Nó vẫn quay lung tung lắm ạ, dạ. Con thích rồi. Alo, alo. Thôi con tranh thủ đọc nhanh, không sợ lại rớt mic ạ. Con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin đảnh lễ ngài trí đức cùng quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú 327 ạ. Apamadarata ho tha sacita manurakhatha dukha khatha dukha utharatha tanang pangke sato vakun charo. Apa ma darata hu tha sa chita maru nurakha tha du kha tha du ga u tha ra tha ta nang pang ke sa tu wa kun cha ro. Con phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Áp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, ma là trường âm nhấn, đá rá là hai. Ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, ta hô là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tá là đoạn, tá má nú là ba đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá khát là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Con đọc lại hai câu ạ. Apa ma darata hu tha sa chita ma nurakhatha. Câu 3, câu 4 ạ. Đúc gà kê sa tu wa kun cha ro. Đúc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, thá, rá là hai đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm giọng nguyên âm ạ. Pành kê, panh là trường âm nhấn, kê là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cun là trường âm nhấn, trá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại hai câu ạ. Đúc gà út ha ra thát tà năng bành kê sát tù quá cùn cha rô. Con đọc lại cả. Apa ma da ra tà hù tha sa chi ta ma nu rắc kha tha. Đúc gà út ha ra thát tà năng bành kê sát tù quá cùn cha rô. Apa ma darata hu tha sa chita manurakhatha dukha uttharatha tanang pankesato wakuncharo. Dạ con xin kính ngài chỉnh cho con, vì hôm nay cái mic nó rớt cho con cứ phải liếc sang cái mic, con sợ là con đọc nó bị ngấp ngứ tí ạ. Con xin kính tri ân ngài ạ. Con xin xuống mic ạ.
Sa-thu, sức thanh hoàng, đường truyền không ổn định, cho nên bị phân tâm. Phân tích thì chính xác, nhưng mà chỉ chặt có một từ thôi ha. Chặt có một từ. Chết tamanurak khatha, thì cái chữ khá này, khatha, cái chữ khá này thì là cho đó là trường âm thông thường ha. Chỉ sai cái chỗ đó thôi ha. Chết thanh hoàng nghe lại ha. Chết tamanurak khatha, chữ khá này đó là một đoạn âm chứ không phải là trường âm thông thường ha. Bị phân tâm, có những cái chỗ khó hơn lại phân tích chính xác, nhưng mà những cái chỗ mà nó thấy dễ quá chúng ta lại bị bóc những cái chỗ đó. Nhưng mà quý vị cũng thông cảm, cái canh hoàng cái đường truyền nó không được tốt, cho nên bị bóc có một từ như vậy là thấy cũng giỏi lắm rồi. Alo, không biết đường truyền của Sư Sukha có bị như vậy hay không? Cái gì đó mà lợi hại cái gì đó không biết nữa. Rồi, alo, xin mời Sư Sukha. Sukha chứ không phải Dukkha nha. Phân biệt mà đúng, đó, phân tích mà đúng là Sukha, mà phân tích sai là Dukkha. Alo, bây giờ trong hai người này ai đưa tay đây, Sư Sukha hay là Sư Dukkha? Rồi thấy chắc cũng có vấn đề rồi ha. Như vậy thì bây giờ thêm một người phân tích nữa và chúng ta kết thúc chỗ này ha. Alo, xin mời Sister Man. Câu 327, trường âm, đoạn âm chỗ nào đây? Xin mời nha. Alo, dạ, xin đạo tràng cho con biết âm thanh có nghe được không? Dạ, con cảm ơn cô Metta. Dạ, thưa sư, con xin phân tích câu pháp cú số 327. Appama darata hu thasa citta manurak khatha, áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, rá là đoạn a là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, nú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, thá là đoạn âm. Ba ma đa ra ta hồ tha sa chi ta ma nu rắc kha tha. Câu số 3 và câu số 4. Bút gà út tha ra tha ta nàng bàm kề sát tổ va quỳnh cha rồ. Đúc là trường âm nhấn, gà là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, thá rá là hai đoạn âm, tháp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, kê là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, quân là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, đúc và út tham ma, cho con xin lỗi, đúc gà uttara tháp tà nằng bàn kề sát tô qua quần cha rồ. Con xin đọc lại nguyên bài. Áp ba mà đa ra tà hồ tha sa chi ta ma nu rắc kha tha. Đúc gà uttara tháp tà nằng bàn kề sát tô qua quần cha rồ. Dạ con xin hết. Xin sư sửa bài cho con. Sa thú cái từ man không có chỗ nào sai sót, rất là chính xác.
À, sa thú sư tầm mạng. Rồi, bây giờ quý vị đã phân tích xong, bây giờ chúng ta ôn lại giọng đọc ha. À, hôm nay quý vị rất là tiến bộ, và quý vị cũng thông cảm cái đường truyền. À, lúc này là vào cái mùa mưa, cho nên sấm sét giông bão. À, chính vì vậy mà cái đường truyền nó cũng không được tốt lắm. À, nhưng mà tinh thần học tập của quý vị là số 1. À, bây giờ chúng ta ôn lại sau khi đã phân tích xong ha. Chúng ta xin đọc trước. Abhamma darata ho thasacit tamanurak khatadut ga uttaratata nang bante sato vakun charo. Abhamma darata ho thasacit tamanurak khatadut ga uttaratata nang bante sato tô vá phun cha rô ba ma đa ra ta hồ ta sa chít ta ma nu ra kha tha đúc kha đúc gà út tha ra tha ta nằng bàn kề sát tô vá phun cha rô. À, thêm lần nữa ha. Ba ma đa ra ta hồ ta sa chít ta ma nu ra kha tha đúc gà út tha ra tha ta nằng bàn kề sát tô quá cùn cha rồ. Rồi bây giờ tại sao đọc vậy, đọc nguyên bài, quý vị tìm ra cái lý do và cố gắng đọc đi. Chỗ nào mà đọc không nổi thì đứt hơi, mà đứt hơi thì dừng lại nơi trường âm. Rồi xin mời sư Xu Khá xung phong đầu tiên ha. Alo. Kính tri ân sư, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính lĩnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 327. Appamadarata ho thasacittamalusakkathadukkha uttaratatta lang banke sato vakuncharo. 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 Con đã đọc bài xong ạ. Bây giờ con kính mời bàn tay của các cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Ra. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Phật của 327 ạ. Appamadarata ho thasacit tamanu rakkhatha dukkha uttaratatta nang banke satto vakuncharo. Appamadarata ho thasacit tamanu rakkhatha dukkha uttaratatta nang ban kê sát tô quá cùn cha rô. Áp ba mà đa ra tà hồ tha sát chích tha ma nu rắc kha tha đúc gà út tha ra tha tà năng ban kê sát
tô quá cun chá rô. Dạ con có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ cô Nhật Quỳnh cho con xin bài. Alo, dạ cô Nhật Quỳnh cho con xin bài. Dạ con thấy rồi, con cảm ơn cô. Con xin phép đạo tràng cho con được đọc câu số 327. Appama darata hu thasacitta manurakkhata dukkha uttarata ta nang ban ke satto vakuncharo. Appama darata hu thasacitta manurakkhata dukkha uttarata ta nang ban ke satto vakuncharo. Ba ma da ra ta hồ tha sa chi ta ma nu rắc kha tha đúc gà ut ta ra tha ta năng bàn kề sát tô vá quần cha rô. Dạ con xin hết, xin sư sửa bài cho con và xin mời vị kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ Giang Nhật Hạ giữa Domain Meta Xuất Khá Thiên Vũ. Dạ, cảm ơn, nghe rõ ha. Ok. Dạ, con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 327. Đọc kinh đọc kệ luôn cho ổng càm rạp, cho ổng ăn cơm luôn. Ok, mình bắt đầu ha. Nghe rõ ha. Appama datara ho thasa citta manu rakkha tha dukkha uttara thapta nang phang ke satto vak hung cha ro. Appama datara ho thasa citta manu rakkha tha dukkha uttara thapta nang phang ke satto vak hung cha ro. Appama datara ho thasa citta manu rakkha tha dukkha uttara thapta nang phang ke satto vak hung cha ro. Ok. Appama darata ho thasa citta manu rakkha tha dukkha uttara thapta nang phang ke satto vak hung cha ro. Appama darata ho tha sa citta manu rakkha tha dukkha uttara rak thap ta nang phang ke satto va khung cha ro. Hải vui không phóng dật, dĩ nhiên phải vui rồi đó, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ổng coi vậy, ổng không có ở đây chứ ổng nghe hết trơn à, mà khỏi thế nào ổng vô khàm rạm nhưng mà thôi. Cảm ơn quý vị ha. Dạ xin trả máy mời quý vị khác. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 327. Appama darata ho tha sa citta manu rakkha tha dukkha uttara thapta nang phang ke sat tô bá cun chá rô. Át bá ma bá ra tà hồ thá xá chít tá má nú rắc khá thá đúc gà út thá ra thát tà năng thăng kê sát tô bá cun chá rô. Dạ con đọc sai, xin sư sửa cho con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con xin chào đạo tràng, con xin đọc câu Phật môn 327. Appama darata ho thasa citta manu rakkha tha dukkha uttara tha. Dạ con lỗi, xin đọc lại. Appama darata ho thasa citta manu rakkha tha dukkha uttara tha ta nang ban kệ sát
tô quá cùn cha rồ áp ba mà đa ra tà hồ tha sa chít ta manu rắc kha tha đúc gà út tha ra tha tà nặng bàn kề sát tô quá cùn cha rồ áp ba mà ba ma đa ra ta hồ tha sa chít ta ma nu rắc kha tha đúc gà út tha ra tha ta nặng bàn kề sát tô quá cùn cha rồ. Dạ con xin xuống hết. Dạ. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sismita, cảm ơn Thiền Vũ cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú 327. Appamadarata ho tasacittamanurakkhatadukkha uttaratthata nang bình kề sắc tô quá cùn cha rồ apa mà đa ra tà hồ tha sa chít ta ma nu ra kha tha đúc ga úc tha ra thắc tà năng bình kề sắc tô quá cùn cha rồ apa mà đa ra tà hồ tha sa chít ta ma nu ra kha tha đúc ga úc tha ra thắc tà năng bần kề sắc tô quá cùn cha rồ. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời Giang Nhật Hà lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha. Dạ, và một lần nữa con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 327 ạ. Appama darata ho thasacitta manu rakkhata dukkha uttara thatta nang banke satto vakuncaro. Appama darata ho thasacitta tamanu rakkhata dukkha uttaratthata nang banke satto vakuncaro. Dạ con xin xuống mic, con có sai nhờ sư sửa giùm, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiền Vũ, Như Quang, chị Mách Tai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Như Quang nãy giờ lặn sâu nghe, Nhật Quỳnh lặn mà nghe. Ai đó kêu Nhật Quỳnh vót bài, Nhật Quỳnh hết hồn chạy lại, không thấy Như Quang gì hết nha. Bắt trước Nhật Quỳnh cũng lặn luôn. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin được trả bài. Con xin được trả bài câu pháp cú kinh số 327. Dạ, cảm ơn Như Quang. Appama darata ho thasa citta manurakkhadukkha uttaratthata nang banke satto vakuncaro
Abhamma darata ho thasacitta manurakkhata dukkha uttharathatta nang banke satto vakuncharo. Abhamma darata ho thasacitta manurakkhata dukkha uttharathatta nang banke satto vakuncharo. Dạ, con đã trả bài xong. Kính mời quý vị nào chưa trả bài xin đưa bàn tay, và Nhật Quỳnh xin tán thán quý vị học trò của Rôm Phật Giáo Nam Truyền quá giỏi luôn. Bài học hôm nay rất là khó đọc, đọc Nhật Quỳnh nghe lẹo lưỡi luôn, mà quý vị mới đây mà đã học giỏi quá. Dạ, Nhật Quỳnh xin tán thán tất cả nha, vị nào cũng giỏi hết trơn. Dạ, con không thấy bàn tay nào hết, thích viên thì đang làm rồi không có cầm mic được. Kim Nhung thì đau rồi cũng không cầm mic được, nhắn cho con là nếu mà ngài có kêu trả bài thì thưa giùm là Kim Nhung đã bị bệnh rồi, ngồi không có nổi luôn. Dạ chị Mát Ta ơi, Kim Nhung bệnh giống như Quỳnh năm ngoái đó chị Mát Ta. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con bây giờ không thấy bàn tay nào nữa, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. À. Dạ ngài có trước máy không, ngài cho con. Dạ đau lưng. Dạ ngài có trước máy không, ngài cho con xin một tín hiệu ạ. À. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ một lần nữa con. Dạ bởi vì giờ ngồi không nổi chị Mát Ta ơi, nghe là nhớ Nhật Quỳnh năm ngoái quá chừng luôn. Dạ con cung thỉnh ngài ạ. À. À, Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sanh Kha. Dạ. À, ngồi lâu mà suy nghĩ vẫn bơ chỗ này chỗ kia. À, bây giờ chúng ta học và đọc xong ha, bây giờ đi vào cái phần từ vựng, ý nghĩa của những cái từ này. Quý vị đọc rất là trôi chảy, xà thú rất là hoàn hỷ. Câu Phật ngôn 327, câu đầu tiên: Abhamma darata hu tha. Abhamma darata hu tha. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ: Abhamma darata là một, hu tha là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Abhamma darata, cái chữ này do ba từ cộng lại, tức là mục tiếp đồng ngữ á ở phía trước có nghĩa là không, rồi chữ bhamma đa nó là một danh từ nam tính, akranta punlinga. Bhamma đa có nghĩa là không vật. Rồi tiếp đó là chữ rata. Rata là một quá khứ phân từ của căn ngữ râm cộng với ta. Rata có nghĩa là đã được thỏa thích, đã được trung thành, đã được thỏa thích, đã được trung thành. Vậy thì cái nhóm từ này Abhamma darata, Abhamma darata có nghĩa là thỏa thích trong sự không phóng dật. Thỏa thích trong sự không phóng dật. Hú 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 hú. Cái này do cái máy hết pin mới sạc. Rồi, hết nghe rồi phải không? Abhamma darata có nghĩa là thỏa thích trong sự không phóng dật. Rồi bây giờ cái động từ của nó là hô tha. Động từ hô tha do căn ngữ phu, đây là một động từ số nhiều. Hãy là, nên là, nên trở thành. Hãy là, nên là, nên trở thành.
Rồi, như vậy câu đầu tiên này, Appama Darata Hồ Tha, các ngươi hãy thỏa thích trong sự không phóng dật. Câu đầu tiên, Appama Darata Hồ Tha, các ngươi hãy thỏa thích trong sự không phóng dật. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu số 2. Câu số 2, Sachit Tamanurak Khatha. Sachit Tamanurak Khatha. Câu số 2 là một nhóm từ, một cụm từ, nó dính liền với nhau. Và trong câu số 2 này, chúng ta thấy có ba từ nó nằm ở trong này. Đầu tiên là xa, đây là một tính từ có nghĩa là chính mình, hoặc là xa là với cùng, à với cùng. Rồi từ thứ hai là chitta, chitta nó là một danh từ trung tính, akrantana cùng satalinga, chitta là tâm. Và cái từ thứ ba, anurakkhatha. Anurakkhatha, chữ anu đó là một tiếp đầu ngữ, dọc theo, theo sau, kề bên. Và rakkhatha do cái căn ngữ rak là phòng hộ, bảo vệ. Phòng hộ, bảo vệ. Vậy thì anurakkhatha, đây là một cái động từ số nhiều, các ngươi nên phòng hộ, các ngươi nên phòng hộ. Vậy thì Sachittamanurakkhatha, hãy phòng hộ tâm của mình. Câu số 2, Sachittamanurakkhatha, hãy phòng hộ tâm của mình. Sachittamanurakkhatha, hay phòng hộ tâm của mình. Và câu số 3, Dukkha uttarathattanang, Dukkha uttarathattanang. Câu số 3 chúng ta có hai từ, Dukkha là một, uttarathattanang là hai. Chữ Dukkha, Dukkha, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đu ở phía trước có nghĩa là xấu, là ác. Và chữ ga ở phía sau tức là do cái căn ngữ gâm, và động từ của nó là gacchati. Dukkha ở đây nó lại là một danh từ nam tính ha. Akaranta pumlinga. Và chữ Dukkha này nó được chia theo xuất sư cách số ít, xuất sư cách số ít tức là panchami vipatti ekavacana. Panchami thì gồm có số ít thì có a này, amha này, asma này. Vậy thì chữ Dukkha có nghĩa là khỏi chốn khổ, khỏi cái nơi khổ đau. Khỏi cái chốn khổ đau. Và chữ uttarathattanang, uttarathattanang ta năng. Ở đây chúng thấy có hai từ đi chung với nhau, uttaratha, uttaratha
Uttaratha. Đây là một động từ số nhiều, tức là kéo lên, rút ra khỏi. Kéo lên, rút ra khỏi, do căn ngữ tha, do căn ngữ tha. Kéo lên, rút ra khỏi. Và cái từ sau là Attanang. Attanang do cái từ Atta. Atta là một danh từ nam tính, Akaranta, cung linh giá. Và chữ Atta này được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia, quyền phát tí dạy cao quá trình á. Cho nên Atta biến thành Attanang. Attanang là bản thân chính mình. Attanang là bản thân chính mình. Hai từ này đi chung với nhau. Hai từ này đi chung với nhau. Uttaratthatanang. Uttaratthatanang tức là kéo mình ra khỏi. Đưa mình ra khỏi. Và cái câu số 3 này cho chúng ta ý nghĩa Dukkha Uttaratthatanang, hãy đưa bản thân ra khỏi chốn khổ đau. Hãy đưa bản thân ra khỏi nơi đau khổ. Đau khổ ở đây có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, những cái khổ cảnh. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng, ban kề sát tô quắc quần cha rồ, ban kề sát tô quắc quần cha rồ, bốn từ ha, ban kề là một, sát tô là hai, quá là ba, quần cha rồ là bốn. Chữ ban kê do cái từ ban cá. Ban cá nó là một danh từ nam tính, Akranta Phung Linh Gá. Và chữ ban cá này được chia theo định sở cách số ít, tức là Sattami Vì Pháp Tí E Khá Quá Trần Á. Chữ ban cá biến thành ban kê. Ban kê là trong vũng lầy, trong vũng sình. Họ không thích chữ lầy thì phải chữ sình ha. Trong bụng sình hay trong bụng lầy. Và chữ sát tô, sát tô ở đây là một cái dạng quá khứ phân từ do căn ngữ sát cộng với tá. Quá khứ phân từ nam tính này nó được đứng làm chú cách số ít. Bạch Tham Ma hay không có chánh áo quỷ pháp tí. Sát đồ có nghĩa là đã bị vướng, đã bị lúng. Đã bị vướng, đã bị lúng. Sát đồ rồi, chữ quá, chữ quá có nghĩa là y quá, ví như tựa như. Có chỗ chúng ta thấy chữ sát tô quá, tức là chữ quá này đi liền với chữ sát tô. Nhưng mà đây chữ quá đứng riêng ra ngoài, nó cũng có ý nghĩa là tựa như, ví như. Viết lời ra cũng đúng, mà viết chính vô cũng trúng luôn. Kuncharo, Kuncharo, đây là phẩm voi. Cho nên chữ Kuncharo là con voi. Rồi, ban kề sát tô quá Kuncharo, với như con voi bị vướng trong bụng sình. Ví như con voi bị vướng trong bụng sình.
hoặc là có thể nói rằng con voi bị sa lầy ha, con voi bị sa lầy. Rồi như vậy câu Phật ngôn 327 cho chúng ta ý nghĩa: các ngươi hãy thỏa thích trong sự không phóng dật, hãy phòng hộ tâm của mình, hãy đưa cái bản thân ra khỏi chúng khổ đau. Ví như con voi bị vướng trong vũng sình, cố gắng đem cái thân ra bãi lạc ha. Rồi bây giờ xin lặp lại ha: các ngươi hãy thỏa thích trong sự không phóng dật, hãy phòng hộ tâm của mình, hãy đưa cái bản thân ra khỏi chốn khổ đau. Ví như con voi bị vướng trong vũng sình. Và ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này ha: sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ, voi kia chân bị sa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sình. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Lặp lại ha: sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ, qua kia chân bị sa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sình. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh, khổ sinh bước ngoài. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch theo cái lối ngũ ngôn ha: hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Rồi trong cái phần từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối ý nghĩa của từ vựng? Alo, xin mời Sít Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con muốn hỏi về văn phạm trong này đó. Trong câu số 2 đó sư, cái trong số 2 với câu số 3. Câu số 2: Satittamanurakkha, thì con thấy nó có một cái tiếp đầu ngữ xá với hai chữ chích tăng chứ anurakkha, thì con thấy cái câu này nó dính chùm, ba chữ nó dính chùm với nhau. Nhưng mà khi nó dính chùm với nhau thì nó chỉ lấy cái động từ anurakkha, mà động từ anurakkha là được chia theo cái số 2, số 2 mà gọi là Machima Purisa Bahuvachana, tức là cái số thứ hai mà số nhiều. Thì trong câu số 3 đó sư, cái chữ Ukratathaptanang thì nó cũng do hai cái từ Uktharatha và Aptanang. Thì cái chữ này, cái chữ này cũng như câu này, cái chữ này giống như cái chữ trước đó, thì nó dùng cái chữ cuối, thì nó lấy Aptanang là nó làm cái chữ chính. Thành ra lúc mà nó chia thì nó chia theo cái chữ thứ hai này á, Uktharathaptanang, thì nó lấy chữ ta năng, thì gọi là nó chia theo, nó gọi là Duttiya Vipatti Ekavachana. Còn cái Satitamanurakkha thì nó lấy cái động từ Anurakkha, là nó chia theo cái ngôi số 2 Makshima Purisa Bahuvachana. Con muốn hỏi sư, có bao giờ nó lấy chữ giữa hay chữ đầu, nó làm cho cái chữ chính của trong cái chia cách này không sư? Tại con chưa học tới đó, con chỉ thắc mắc con hỏi vậy thôi. Sư chỉ cho con, dạ con xin cảm ơn ạ. Còn cái máy của sư đó, sao sư không cho nó trước đi, sư đợi tới giờ vừa học sư mới chạc, nó hú hoài, sư nó hú hoài, giống như tiếng hú rừng xanh vậy. Con tưởng tặc răng nó sắp sửa xuất hiện ở chùa sư rồi chứ. Dạ con xin sám hối, sư từ từ cảm làm nó sư, con trả máy nè. Alo, 123, 123.
Sự thắc mắc của Sĩ Kim nói lên cái vấn đề Lopo Santhi, tức là nối và ráp chữ trong văn phạm. Thì cái chỗ nối và ráp chữ thì nối và ráp chữ ở đây á, thì Sĩ Kim thắc mắc. Nhưng mà thắc mắc cái đó nên nghiên cứu lại, bởi vì nối và ráp chữ thì ở đây những cái từ này, chữ đầu và chữ cuối, thì ở cái phần giữa của nó, phần giữa của nó là tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ, tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ. Ví dụ Sacittang Anurakkhata, Sacittang Anurakkhata, thì chữ đầu tức là Sacittang mà chữ sau tức là Anurakkhata. Vậy thì đầu là Sacittam Anurakkhata. Khi mà đọc như vậy thì chúng ta thấy chữ Sacittang tức là cái tâm của chính mình. Cái ý nghĩa của chữ Sacittang là tâm của chính mình. Rồi Anurakkhata, Anurakkhata nói là gì? Hãy phòng hộ, hãy phòng hộ chính cái tâm của mình. Cho nên Sĩ Kim thắc mắc là cái chỗ mà giữa cái chữ M này, chữ Tăng có dấu chấm nè, rồi nó nhảy qua chữ Anu nè, nó mất đi cái dấu chấm, mà chúng ta phải đọc Anu Sacittam Anurakkhata. Đó thì cái vấn đề mà đầu và đuôi, tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ, nó nằm ở giữa, ở giữa. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái điều mà chúng ta phải tìm ra cái từ đó có ý nghĩa gì. Ví dụ như chữ Uttaratthanang, thì ở đây chữ Uttaratha và cái chữ Attanang, và chữ Attanang, chữ Tha và chữ Áp, giữa cái đuôi và cái đầu á, mà chúng ta thấy là nó nối, nó ráp với nhau, để rồi nó có một cái ý nghĩa tức là thoát ra, nghĩa là đưa cái bản thân mình ra ngoài, thoát ra ngoài, chính đưa cái tâm của mình, đưa cái sự vượt lên chính mình, để mà thoát ra những cái chỗ khổ đau. Thì nó cũng có chữ Attanang, đầu trước cũng có Sacittang, thì cũng nói lên cái tâm, cái ý của mình. Alo, cái này hơi mất thời gian ha, không? Rồi thôi, cái ý kiến nó cũng tốt, bởi vì khi mà đang phân tích á, thì Sĩ Kim có thể rằng cái câu này chọc đi vô liền, câu thứ hai, cái chỗ này tại sao Sacittang mà lại đọc là Sacittam Anurakkhata, thì cái chữ, cái nút ruồi nó chạy đâu mất rồi, thắc mắc cái chỗ này mất đi cái nút ruồi, không còn là Sacittang mà Sacittam Anurakkhata. Nghĩa là khi mà tới chỗ đó là Sĩ Kim đưa tay liền đi. Bây giờ xong hết rồi mới nói, cũng được thôi. Đó là một vấn đề nhắc lại để chúng ta thấy rằng trong văn phạm Lopo và Santhi có nghĩa là xóa và ráp chữ để cho chữ nó ngắn lại, bởi vì đây là một thể thơ, không có dài dòng, không có lượng thuộm, mà cái lối thơ này là 8 từ, thì phải xóa, phải ráp như thế nào. Về văn phạm, về cái niêm luật của bài thơ đó là 8 từ, là 8 từ, chứ không thêm, không bớt. Xa thủ thì kìm tự kiên cũng tốt quá. Rồi xong, bây giờ chúng ta tranh thủ hết kinh là tới kệ
cũng vậy, hết khoan là tới hội ha, rồi hốt hội rồi dọc luôn ha. Xong cái kệ này tức là qua ta, qua bên duyên sự và chúng ta chấm dứt. À, hồi nãy xe nghe Sích Kim kể rồi, nhưng mà bây giờ đó là cá nhân của Sích Kim ha. Còn bây giờ cả đạo tràng ha, quý vị cảm thấy rằng cái giọng của mình hay hay thì cứ đưa tay, bởi vì đây bài kệ dễ đọc chứ không khó như bữa hôm qua. Bữa hôm trước thì xù, bên này tương đối dễ hơn ha. Bây giờ quý vị nhớ trong cái kệ đọc một lần hai câu, một câu lên một câu xuống, chứ không phải đọc cái giọng ngang ngang ha. Một câu lên một câu xuống thì như vậy nó mới có một âm điệu nghe được, chứ còn bây giờ quý vị đọc ngang ngang thì nghe nó ngán lắm, nghe nó ngán mà nó không có đi vào lòng người. Bây giờ chúng tôi xin đọc kinh trước rồi đọc kệ sau đi cho có một cái sự phân biệt. Obama darata hồ kasachit tamanurak kata ukga uttaratata nang ban ke sato wakun charo abama darata ho tasechit tamanurak kata dukga uttaratata nang ban ke sato wakun charo. Đọc chậm rãi như vậy mà Sít Nhật Quỳnh nó bài này khó đọc lẹo lưỡi chứ gì không biết nữa. Rồi bây giờ kệ thì dễ hơn nghe dòng kinh nè. Obama da ra ta hô tha sa chi ta ma nu ran ka tha duk ga u tha ra tha ta nang ban ke sa to wa kun cha ro Obama da ra ta hô tha sa chi ta ma nu răng ca tha đúc ra u tha ra tha ta nam ban ke sa to wa kun cha ro Obama da ra ta hô tha sa chi ta ma nu răng ca tha đúc ra u tha ra tha ta nam ban kê sa tô và quân cha gỗ. Hãy vui không phong dập, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo, như voi bị xa lầy. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị kể làm sao cũng được hết á. Quý vị cứ vô tư, giọng kinh thì hơi rắc rối nghiêm túc, nhưng mà giọng kể thì vô tư. Miễn sao quý vị đọc mà quý vị cảm thấy hay là được rồi. Đừng quan tâm đến người khác. Alo, ai là người đầu tiên? Sa thủ Xích Thanh Hoàng hôm nay lên kệ đầu tiên ha. Như vậy là Xích Thanh Hoàng được cái giải can đảm rồi nha. Hôm nay lên kệ đầu tiên ha, giải can đảm rồi nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đạo Tràng. Con không biết con có kệ không, con cũng cố gắng thôi ạ. Hôm nay máy con cứ rớt lên rớt xuống hoài, bây giờ con giành được máy là con vào luôn ạ. Apamada ratahutha sacitamano rakhatha Duka uthara thatanang pankesata pankesato wakuncharo Apamada ratahutha sacitamano rakhatha Duka uthara thatanang pankesato wakuncharo. Dạ con xin hết ạ. Chắc là cái mic hôm nay không được, chắc các vị cũng không nghe được, con xin sám hối ạ.
Dạ, xa thủ Thanh Hoàng lên kệ tiên phong. Dạ, rất cảm ơn Thanh Hoàng. Ngài nói rồi kệ sao cũng được, lo gì. Thì ngủ kệ không, đưa bàn tay lên. Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Cô tu nữ Tệ Duyên ơi, cô vào sao cô chưa đọc? Bây giờ cô lên đọc bài rồi kệ luôn. Cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Dạ, vậy là cô tu nữ Tệ Duyên không nghe được rồi. Vào đầu tràng rồi em ru luôn rồi. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn Thiện Vũ. Và kính mời bàn tay quý vị Quỳnh Giang Nhất Hà xin niệm từ chiếc lá mùa xuân Thiện Vũ. Và kính mời đạo tràng. Dạ, con xin phép được kể trước để đạo tràng trống vắng. Dạ, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh đang khang tiếng nè, Thanh Hoàng. Kể luôn, không sợ gì hết. Miễn mình chú tâm vô câu Phật ngôn, mình ăn trú vô đây là tốt rồi. Sa thú, bàn tay niệm từ nghe. Ba ma ta ra ta ho tha sa chit ta ma nu ra tha duk ga ut ha ra tha ta năng man kê sa tơ và quân cha rơ. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, khéo kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Áp ma Abba madarata ho tha sa chitta manu ratkha tha dukkha uttha ratthanta nang ban ke satta wa kun cha ro. Abba madarata ho tha sa chitta nu rat kha tha lục ga ut tha ra tha ta năng bản kê sát tơ hòa cuốn cha rô. Voi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra. Sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ. Voi kia chân bị sa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sình. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Như Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thủ bằng tay niệm từ và chiếc lá mùa xuân. Và kính mời Vinh Giang Nhất Hà. Dạ, sa thủ bằng tay của Sinh Hà. Dạ, cứ đưa tay mạnh mẽ lên quý vị. Dạ, Như Quỳnh nhường mít niệm từ nha. Dạ, cảm ơn sức nhật Quỳnh nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sức Như Hoàng, cảm ơn sức Mita, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn sức nhật Quỳnh cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin kệ câu Pháp Cú 327. Dạ. Amadarata hutha sacitta manu rangkha tha dukkha uttha ratanta nang panke satto wa kuncharo. Amadarata hutha sacitta manu rangkha tha dukkha uttha ratthanta nang panke satto wa kuncharo. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Appamadarata ho tha sacitta manu rangkha tha dukkha uttha ratthanta nang panke satto wa kuncharo. Vôi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra. Sa môn chánh niệm làm đà,
kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ. Bôi kia chân bị xa lầy, kiên trì nỗ lực thoát nhai khỏi sinh. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Đó là bản chủ ngữ của Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ, niệm từ đã kể xong. Dạ, niệm từ xin mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, niệm từ kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin con xin đọc câu 327. Cô Duy Quang cho con bài. Con xin đọc. Abhamada. Abhamadarata ho thasa citta manurakkhata dukkha uttaratthata nang ban ke satto vakkun charo. Abhamadarata ho thasa citta manurakkhata dukkha uttaratthata nang ban ke satto vakkuncaro. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm lý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Abhamadarata ho tha sacitta manurakkhata tha dukkha uttaratthata nang ban ke satto vakkuncaro. Voi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra. Sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ. Voi kia chân bị sa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay vũng thoát ngay khỏi sình. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức và con kính chào đạo tràng và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đăng bài. Cô Nhật Quang, con xin trả bài. Abhamadarata ho thassa citta manurakkhata dukkha uttaratthata nang ban ke satto vakkuncaro. Hay vui không phóng dật, kéo phòng hộ tâm lý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Abhamadarata ho thassa citta manurakkhata dukkha uttaratthata nang ban ke satto vakkuncaro. Abhamadarata ho thassa citta manurakkhata dukkha uttaratthata nang ban ke satto vakkuncaro. Môi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra. Sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ
khổ, con không biết khổ. Voi kia chân bị xa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sinh. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý Chư Tăng, con xin kính đảnh quý cô, đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin kệ cô pháp cú 327. Appa madaha rapa hota sa citta manu rakkhata dukkha uttha rapa nang thang kê sát tô hô ra cun cha rô áp pa ma đa ha ra pa hô tha sa chi ta ma ha nu rắc kha tha đục ya út tha ha ra tha ta năng thẳng kê sát tô hô ra cun cha rô. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị xa lầy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appa madaha rapa hota sa citta manu rakkhata dukkha uttha rapa nang thang kê sát tô hô va cun cha rô. Voi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra. Sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ. Voi kia chân bị xa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sình. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đích Đức. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ một lần nữa con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin kể câu pháp cú 327 à. Appamada rata ho tha sa citta manu rakkhata dukkha uttara tatanang panke satto vakuncharo. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị xa lầy, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appamada darata hota. Dạ con xin đọc lại. Appamada rata hota sa citta manu rakkhata dukkha uttara tatanang panke satto vakuncharo. Voi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra. Sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy xa khổ đồ. Voi kia chân bị xa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sình. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước ngoài. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Vinh Giang Nhất Hà. Dạ, cảm ơn Như Quang Thiện Phụ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt.
Dạ, rồi Quỳnh qua nghe Quỳnh Giang với Hà kể hay quá, trả mục tiêu rồi kìa Quỳnh. Giờ Nguyên Trang đang làm gì? Đang ở nhà bếp hay đang lái xe? Cho một tín hiệu đi, cầm mic được không? Vào đào sàng sau cùng lên trả bài đi chứ. Chờ lên trả bài đi chứ, còn cười gì nữa. Đưa bàn tay lên, mau. Đi đi trốn học tới giờ mới vô thì phải trả bài liền. Để ngày khóa sổ rồi hồi đó khóc nha. Rồi mời Nguyên Trang. Dạ con kính đảnh lễ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Như Quang, cô Mát Ta cho con biết được tín hiệu. Cảm ơn Xích Thiện Vũ. Dạ con cảm ơn cô Như Quang ạ. Con xin đọc bài ạ. Appama darata ho tasichit tamaran tamanurakhat. Cho con đọc lại nha. Cho con bị là Appama darata ho tasichit tamanurakhatha. Kìa đọc này chắc chết bị lao. Dạ con đọc lại. Appama darata ho tasichit tamarurak khatadukka uttaratha. Trời sao không đọc không được nha. Uttaratha. Chết rồi. Uttaratha ta năng bằng kề sato wakun charo. Mẹ luôn. Appama darata ho tassacitta manurakkhata dukkha uttaratta nang banke sato vakkuncaro. Dạ con kể đi. Dạ con kể cho nó. Appama darata ho ta hô tha chứ. Appama darata ho tha sanchitama nurakkhata dukkha utta ratanta nang banke sato wakuncaro. Appama darata rata ho tha sachitama nurakkhata dukkha utta ratata nang banke sato wakuncaro. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, để con đọc cái sao đứng hình này. Dạ, cho con đọc lần nữa nha, con đọc sai hoài. Appama darata ho thasachit tamanurakkhata dukkha uttaratta ta nang ban kề sát tô quát cùn cha rồ. Dạ à, voi kia chân ngập xuống sình, kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra. Sa môn chánh niệm làm đà, kiên trì nỗ lực nhảy ra khỏi đồ. Voi kia chân bị xa lầy, kiên trì nỗ lực thoát ngay khỏi sình. Sa môn chánh niệm giữ mình, kiên trì nỗ lực khổ sinh bước hoài. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con vô trễ nhất, con đọc nhiều nhất và con đọc sai nhiều nhất. Dạ con xin sám hối ạ. Dạ con xin xuống mic. À,
Rồi, sa thú Thích Nguyên Trang. Và Thích Ca Nguyên Trang cũng đã kết thúc phần kinh kệ ngày hôm nay ha. Quý vị thấy Thích Nguyên Trang không? Thấy phần kinh đọc khó quá, đọc qua phần kệ. Rồi khi đọc qua phần kệ xong rồi mới ôn lại cái phần kinh thấy trôi chảy hơn. Cho nên nếu mà chúng ta vô cái giọng kinh mà nghiêm túc á thì đây là một bài khó đọc. Nhưng mà giọng kệ 44 thì quý vị thấy tương đối dễ hơn ha. Rồi, câu Phật ngôn này nói lên ý nghĩa gì? Chúng ta xin lặp lại qua giọng kinh và giọng kệ. Appama darata ho tha sacchit tamanurak khatha duk ga uttharathatta nang ban ke sato vakun charo Appama darata ho tha sacchit tamanurak khaduk ga uttharathatta nang ban ke sato vakun charo. Cái dòng kinh thì quý vị thấy câu số 2 cuối câu không có trường âm, cho nên chúng ta đọc liền một hơi. Khi nào câu số 2 mà có trường âm thì chúng ta dừng lại. Đây không có trường âm thì chúng ta có thể dừng lại chữ đúc ra. Nhưng mà thấy quý vị cũng cố gắng vượt qua đọc luôn một hơi như vậy thì chứng tỏ rằng quý vị coi như cũng hơi sức cũng còn mạnh lắm ha. Rồi bây giờ qua dòng kệ ha, 44 thì tương đối dễ hơn. Appamada ra ta hô tha sa cittama nu rang ka tha dukkha utha ra tha ta nan ban kê sa tô và cun cha rô ấp ba ma đa ra ta hô tha sa chê ta ma nô răng kha tha đúc ga ấp đúc ga ô tha ra tha ta nắng ban kê sa tô và cun cha rô. Hãy vui không phóng dật, kéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo, như voi bị sa lầy. Câu Phật ngôn 327 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, và đề cập đến một con voi của Đức Vua và Sê Na Đi. Con voi này có tên là Ba Quê Rắc Cá. Con voi này vì đã già nua, nghĩa là sức mạnh đã giảm thiểu rất nhiều, đã lão hóa. Một hôm con voi này đã xuống hồ nó tắm và nó bị sa lầy, không còn đủ sức để vươn lên khỏi sình lầy. Mọi người thấy như vậy mới bàn tán xôn xao. Con voi bị sa lầy nhưng mà chưa có bị kiệt sức. Rồi cái sự kiện này thấu đến tai của Đức Vua. Đức Vua Ba Xê Na Đi mới truyền định cho người quản tượng: hãy đi cứu con tượng ra khỏi cái đầm lầy. Rồi cái người quản tượng này mới cho đánh chiêng trống, giống như đang sẵn sàng lâm trận. Chiêng trống nghĩa là đánh lên dục, nghĩa là rất là rỗ rẹp. Và khi mà nghe tiếng chuông trống, chiêng trống nổi lên như vậy thì con voi này nó nhớ lại cái thời kỳ oanh liệt của nó nổi máu lên, nó hăng lên và nó rút chân ra khỏi đầm lầy. Các vị tỳ kheo thấy như vậy về trình bạch lại với Đức Phật. Bậc luật sư phán dạy rằng: này chư tỳ kheo, con voi ấy cố gắng rút mình ra khỏi đầm lầy, cũng vậy các ngươi hãy tinh cần rút ra khỏi cái đầm lầy phiền não.
Cho nên các ngươi hãy nỗ lực giống như con voi Pa-le-ra-ka của Đức Vua Vasenadi. Và Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 327 để đưa lên cho quý vị thấy câu Phật ngôn này ha. Câu Phật ngôn 327: Appama darata ho sa sacitta manurakkhata dukkha uttharathata nang banke sato vakkhuncaro. Hãy vui không không dập khéo ủng hộ tâm ý, kéo mình có ác đạo như voi bị xa lầy. Và khi dứt thời pháp này thì các vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả rất là nhiều. Và cái thánh quả đó là vô lậu chứ không phải là hữu lậu, tức là chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây con voi nó cố gắng nó rút chân ra khỏi cái sình lầy mà nó đã vướng vào đó, lên bờ được như thế nào. Thì Đức Phật khuyên các vị tỳ khưu cũng nên nhiệt tâm nỗ lực rút chân ra khỏi cái đầm lầy phiền não, cũng giống như con voi đó. Thì bao quê rắc cá bị xa lầy và hiểu không mong thoát khỏi đây, quảng tượng phát cờ rung chuông trống làm voi phấn khởi vượt lên ngay. Tỳ khưu đời dưỡng cũng xa lầy, chẳng thể tự mình thoát khỏi đây. Đức Phật đóng vai người quán tượng để cho các vị tỳ khưu đó coi như noi gương vượt ra khỏi vùng lầy phiền não. Như vậy thì duyên sự câu Phật ngôn 327 chúng tôi cũng đã trình bày xong. Với câu Phật ngôn này thì đa số chúng ta khi thấy trường hợp như vậy thì cái tâm của chúng ta là không hỗ trợ, không có khích lệ, không sắc tấm, mà thấy người ta đang xa lầy thì mình lại đạp trên người ta để vươn lên. Đó là thường tình của thế gian Bởi vì khi người ta xa cơ thất thế thì mình lại cảm thấy rằng mình vượt qua được đó là một sự thành công. Mà không nhìn lại có những lúc mình cũng xa cơ thất thế như vậy thì sao? Trên bậc tri chi, khi thấy một người đau khổ chúng ta phải hỗ trợ cho người đó bớt khổ đau. Và người ta đau khổ cũng là một cái duyên để chúng ta tạo phước, bởi vì làm cho người ta hết đau khổ thì cái tâm của mình cũng được an vui nhưng mà đa số không phải là như vậy. Với câu Phật ngôn này là một bài học để cho chúng ta coi như kết vật chi chi nhìn những cái sự kiện xung quanh và chúng ta sống đúng pháp. Thời gian còn lại xin mời bàn tay của quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này. Alo, lâu quá mới gặp cô tu nữ Tự Giang. Cô tu nữ Tự Giang có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Alo, cô tu nữ Tự Giang. Em mất tiêu rồi. Rồi, Sĩ Nguyên Trang là người vô cuối cùng. Có ý kiến sao về câu Phật ngôn này? Đọc lên thì phải có ý kiến nha. Alo, Sĩ Nguyên Trang. Không cầm mic được. Sẽ dính mũ mic. Chắc là người sạch sẽ quá ha. Sĩ Kim thì lẹo lưỡi rồi, nói không được. Khổ thiệt. Sĩ Nguyên Trang đâu rồi? Câu Phật ngôn này cho chúng ta bài học như thế nào? Alo, xin mời. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Chỗ hôm nay con vô trễ Ngài. Con nghe vậy con. Sao hôm nay Ngài kêu con vậy Ngài?
Thì con thấy cái dạ để con đọc đi. Dạ cảm ơn cô Như Quang. Dạ con đọc nhanh đó. Appama darata ho tasacitta manurakkhata dukkha uttarata nang panke sato vakuncharo. Để tội trốn học. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo, như voi bị sa lầy. À, kẻo vui không phóng dật. Và con nghe ngài khi mà ngài chia sẻ đó, thì con thấy ở ngoài đời thì mình cũng hiếm mà có những người mà cũng có chứ không phải là không. Ví dụ như trong bạn đạo rồi thì những cái người, những cái gì mình không đúng thì bạn đạo cũng nhắc nhở chia sẻ, nhưng mà cũng khó lắm sư. Có nhiều thì có nhiều khi nếu mà mình, cái thứ nhất là mình phải bỏ đi cái tự ngã của mình, cái bản ngã của mình, để mình nhận cái lời chia sẻ của người ta. Rồi mình, hay là lúc mà mình vấp ngã đó, hay là ngay cả lúc mình vấp ngã thì mình khi mình vấp ngã thì cũng ít có người, mà cũng có người đỡ mình lên, nhưng mà có bổ hiếm á sư. Thì tùy thôi, tùy vào cái hoàn cảnh và tùy vào cái người mà mình tiếp xúc. Nhưng mà nếu mà nói về đời á, thì khi mà mình té thì thường người ta cho mình té luôn sư ơi. Rồi tự mình mà mình bước lên, tự phản phải là nói cho dù người nào kéo mình, chắc mình đưa mình dìu lên. Nhưng mà con thấy làm cái gì làm cũng là tự bản thân của mình đứng lên thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, và nó mình sẽ có cái mình có cái bản lãnh của mình hơn sư. Còn mình mà nương dựa vào một người nào đó thì nó cũng không có tốt lắm. Dạ, thì con thấy đúng rồi. Như tự bản thân mình đi, giống như bây giờ trong cái cuộc tụi con đang học đạo đi, thì làm gì làm là tụi con cũng tự cái tìm cái con đường trong tự mình đi thôi. Giống như trong một cái con đường học đạo thì có nhiều bạn đạo, và mỗi người sẽ tìm một cái con đường đi khác nhau. Giống như Đức Phật cũng dạy là 84.000 pháp môn, thì có 84.000 con đường đi vậy đó. Thì mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường. Chưa chắc là nó đã giống nhau, mặc dù là mình học như vậy, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác và chọn cái hướng đi đúng cho bản thân của mình. Dạ con chỉ biết vậy thôi sư, con mới vào, con xin xuống mic nha sư. Dạ con nói dởm lắm sư. Dạ con, cô Kim nói hay nè, con mời cô Kim. Dạ con xin xuống mic, là con kính cảm ơn đạo tràng đã nghe lời chia sẻ của con. Dạ con xin xuống mic, kính tri ân sư, con có nói sai, con kính sư sửa cho con nè. Cảm ơn Nguyên Trang nha. Lúc này sao thấy ít Nguyên Trang vô quá vậy? Chỉ thấy nhiều khi Tứ Bà Bảy vô một chút thôi. Còn chắc lúc này bận rộn dữ lắm ha. Nhưng mà cũng vô cũng được. Sự không bao giờ gầy đâu. Tại mình chia sẻ mà, mình học trò mà. Nói đúng cũng nói đúng thì tốt, nói không đúng cũng tốt luôn nữa, miễn có lên nói là được rồi. Giờ còn có 7 phút à, hay nói cho lẹ lẹ để ông thôi ổng nói, cứ nói cà kê dê ổng hoài không được gì hết. Ok quý vị nghe rõ hả? Thì trong cái câu này appama darata ho tha satittamanu rakkhata dukkha uttaratapta nang phangke sato vakuncharo, thì trong cái nguyên cái câu này chỉ có cái chữ mà uttaratapta nang là tự cự kéo mình ra. Cái đó câu này là cái chữ chính mà Đức Phật muốn ám chỉ cho chúng ta đó. Mình phải tự kéo mình ra, tại vì mình đâu có biết mình có được may mắn mình gặp thiện trí thức, nó thiện trí thức người ta chỉ cho mình cái điểm sai của mình đâu. Mà hiếm lắm, mà thường cái ngã của mình lớn lắm, mà thiện trí thức thấy cái người nào cái ngã bự, cái ngã của mình bự hơn sang phi trường Los Angeles đó, là người ta im lặng, người ta đâu có nói đâu.
có hơn lắm người ta mới nói cho mình vài lần, mà mình cứ cái ngã mình lớn, mình chửi bới người ta rồi chiếu chiếu nhà người ta, người ta không có nói bao giờ nói đâu. Thì cái này tự kéo mình ra khỏi khỏi cái gì, khỏi đường ác đạo. Tại sao mình làm sao đi khỏi cái đường ác đạo được? Tức là mình phải khéo phòng hộ tâm ý của mình, thì mình phải chế ngự tâm ý của mình, là mình phải chế ngự tâm tham, tâm sân và tà kiến của mình. Nhưng muốn chế ngự cái đó biết làm sao, cái nào cái tham, cái nào cái sân, cái nào là tà kiến, nhất là tà kiến. Ai cũng nghĩ rằng mình đúng hết, cái đó là cái tứ thủ của mình, nó kiến thủ, dục thủ, giới cấm thủ, ngã thủ quẩn, thời ơi thôi, cái đó là thôi muôn đời muôn kiếp không có ra được đâu. Thì mình phải tự mình kéo mình ra thôi, mình phải ráng tu tập, mình phải suy nghĩ, mình làm cái gì cũng phải chậm chậm lại hết. Giống như Sư Lỗ Tam hay nói cần hai cái mười đó, thập thiện nghiệp với lại thập phước hành tông đó, nhớ không? Thập thiện nghiệp là gồm có ba về thân, bốn về lời, ba về ý. Cái ý là khó lắm, ý là gồm phải loại bỏ tâm tham, tâm sân và tà kiến. Cái tà kiến là dễ sợ lắm, không có nói được đâu. Giới cấm thủ là khủng khiếp lắm, tà kiến cũng như là giới cấm thủ đó, tức là đích thí đó. Ôi ghê lắm, nói tới là rụng rờn luôn đó. Thấy không, thấy nước Trung Quốc không, nó, cái ông mà tụi nó tà kiến, nó tập trung, mấy cái đảng cộng sản là nó như vậy, nó chỉ tập trung quyền lợi cho nó thôi, nó không có để ý đến nhân loại như thế nào. Nó ngăn sông, nó chặn nước, thì bây giờ nước tùm lum ở bên Trung Quốc đó, nước và nước everywhere, và xài cho hết đi, xài cho đã đi, thấy không? Mấy người dân bên đó bị cộng nghiệp hết, rất là khổ bây giờ, là bệnh dịch nữa đó. Cái đó là quả báo nhãn tiền thôi, làm cái gì có cái quả đó. Muốn nước bây giờ có nước đó. Thì trong cái câu này Đức Phật chỉ nói kéo mình, tự mình kéo mình ra khỏi ác đạo là cái điều là chắc ăn nhất đó. Nhưng mà mình phải có sự tu tập để mình biết rằng cái lúc nào mình cần kéo, cái lúc nào mình không cần kéo, là cái điều đó quan trọng nhất đó. Tôi nhớ có một lần sư kể chuyện cái thằng ăn trộm á, hai cha con đi ăn trộm, thằng cha truyền nghề cho cái thằng con đi ăn trộm. Bữa đó kêu thằng con đi với thằng cha kêu thằng con đi ăn trộm để thực hành luôn. Cái nó mở khóa rồi, nó mở hôm đó rồi, cái ông cha ổng đóng chìa khóa lại, ổng trong khi ổng ra, thằng con quay để mở cái hòm, cái rương á, đi ra mà chưa ra được. Thì ông cha ngoài đây ổng la có ăn trộm, rồi ổng chạy. Cái thằng con trong đó nó quýnh đít muốn chết luôn, nó đang mở không được mà bây giờ còn bị ông già nó chê khẩm, nó kêu nó kêu cứu, kêu la quản để có ăn trộm, nó làm cho chủ nhà người ta cuốn lên. Nó nói trong đó nó cuốn, nó quán cố gắng, nó nhớ những lời cha nó dạy, nó tự mình nó phải khóa, nó mở ra cái rương đó, ống khóa, nó chui ra, nó chạy thục mạng về đó. Thì nó gặp cha nó đang ngồi uống nước trà tỉnh bơ. Nó hỏi tại sao cha ác quá vậy, cha không cứu con mà cha còn chơi con nữa, cha la để cho người ta rùm rùm, con sợ muốn chết. Ông già chỉ nói tỉnh bơ thôi. Thì cái đó là ta tập cho ngươi, phải thực tập cho đúng lúc, ngươi phải biết cách nào để tự kéo, để cứu mình ngươi ra. Nếu không thôi ngươi bị bắt lại vậy, ăn trộm có tài. Cái này kể chuyện về cái tà kiến, cái bậy bạ thôi. Nhưng mà vấn đề đó là khi mà có cái nguy hiểm cái gì thì chính tự mình phải cứu mình thôi, chứ không ai cứu mình được hết. Thì đại khái là như vậy. Còn 2 phút nữa đó, vậy đủ rồi ha. Tôi chỉ nói một điều này, chứ mà nói xa hơn nữa thì có rất nhiều điều. Nhất là cái tâm, cái ý mình, cái sự học pháp của mình phải thuần thục trong cái giáo pháp của Đức Phật. Phải biết cái nào là cái sai, cái đúng, nó rất là khó. Cái phân biệt giữa cái sai, cái đúng rất là khó đó quý vị. Thì quý vị phải ráng học tập, suy nghĩ nhiều. Và nghe kinh tạng, nghe những sư mà giảng đúng đó, giảng hay đó, rồi suy nghĩ lại, bất cứ nghe cái gì cũng phải suy nghĩ lại coi cái ông sư, vị sư đó có giảng đúng không. Phải đọc kinh tạng cũng vậy, cũng phải coi cái kinh tạng đó xuất phát từ đâu, có đúng không. Có nhiều khi người ta in sai hay là in thiếu một chữ thôi, chẳng hạn cái chữ đó là không đúng, mà người ta để chữ đúng không, mình đọc thì cũng chết. Tôi thấy, tôi đọc những cuốn sách mà in như Di Diệu Pháp của sư giác chú mà của sư giác giới đó, sư giác gì ta tự nhiên quên,
có những cuốn sách mà di diệu pháp tốt yếu đó của sư Dịch đó, cái cuốn mỏng thôi, trong đó cũng có nhiều cái từ thiếu sai lắm. Thì lúc mà tôi học đó, thì tôi thấy cũng có, tôi có nói với sư mà giảng sư nó sửa cái đó lại đi. Và ngay cái cuốn mà di diệu pháp tốt yếu này Narada mà do ông Phạm Kim Thánh dịch đó, cũng có nhiều cái thứ, có những cái chữ thiếu giờ cũng đánh vần hay nói sai trong đó đó. Thành ra khi mà đọc có nhiều khi mà không vững thì sẽ càng loạn hơn trong đây nữa. Nhưng mà từ từ quý vị có duyên cũng sẽ chỉnh sửa lại được thôi. Dạ bây giờ hết giờ rồi, xin chấm dứt nha, để thôi sư cạm đàm nó quá giờ. Hồi lúc trước là cái room này tới 5 giờ chiều mới hết giờ, nhưng tại vì một lý do vậy đó sư không lên nhiều hay sao, rồi cuối cùng sư với cô Mít Đà với lại cô Nhật Quỳnh đưa ra ý kiến hơi còn lại 4 giờ rưỡi đó, thành ra nó không còn đủ giờ cho quý vị đọc nữa. Thôi giờ không hết giờ rồi, có cái gì sai quý vị chỉ giáo nha. Chúc quý vị một buổi chiều an vui, không bị mắc dịch nha. Dạ, yeah. Xin trả máy lại ạ. Alo, 123, 123. Cái gì vậy? Sa thú, Sít Kim. Hôm nay quý vị thấy Sít Kim nghiêm túc ha. Trình bày về câu Phật ngôn 327. Cái điểm chính ở đây tức là cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng, hôm nay thấy rõ ràng hơn chứ không phải như mấy hôm trước. Xà thủ Thích Nguyên Trang, Thích Kim, thời gian cũng đã hết. Với câu Phật ngôn 327 là một bài học để chúng ta các bậc trí tri mình nhìn vào đó để tự chỉnh sửa lại chính bản thân mình. Đó là cái điều quan trọng. Với câu Phật ngôn này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho quý vị trong đạo tràng. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rôm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sa chế quá chê nát so thư vô hô tụ sập đà do lời chân thật kính dân quần phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, sư Công Nhật. Đâu mất tiêu rồi. Thì bán nô vi hà ra tì sa mê chì bà tì bán nô Bà hê sanh chà tha hoa
Yeah.